Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bắt giam đối với thanh niên 25 tuổi, tên Tẩn Nảy Sinh, quê Lào Cai, tạm trú ở thành phố Đà Nẵng, về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, Sinh phát hiện nhà của bà Nguyễn Thị Tám, trú ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, khóa cửa lỏng lẻo không có người trông coi, nên đối tượng đột nhập vào bên trong với ý định trộm cắp. Trong lúc đang lục lọi tài sản, thì bà Tám trở về, quá hoảng loạn và không kịp tẩu thoát. Sinh lấy cây búa gần đó tấn công, đập liên tục vào vùng đầu và mặt của chủ nhà, khiến người này bị thương tích nặng. Gây án xong, Sinh bỏ trốn đi nhiều nơi. Đến ngày 26 tháng 10, thì bị đội cảnh sát hình sự Công an huyện Hòa Vang phối hợp với Công an xã Hòa Liên bắt giữ để phục vụ cho công tác điều tra.